mì thịt Diễm Ngọc. Bữa nay chủ nhật phát tiếp, phát cơm cá mòi. Đó. Cơm cá mòi của Mai Vị Tệ ủng hộ. Với bữa nay cũng có 50 ổ bánh mì của Diễm Ngọc, là bánh mì Diễm Ngọc ủng hộ, coi như là 100 phần. Rồi quét luôn mấy cái tập viết này đem theo cho mấy đứa nhỏ luôn cho rồi. Cái này được mấy cuốn? 3 cuốn tập, 2 kia viết, được mấy phần đây, 10 mấy phần. Hai, 4, 6, 8, 9, gần 20 phần. Phần tập viết đó. Tập viết này là hôm rồi là của cô thơ ở Sài Gòn cho, với của bà con ở ngoài Long Xuyên á. Phát không hết, phát chưa hết, bây giờ phát cho dứt điểm luôn. Bữa nay cho cơm cá mòi với trứng cút. Này cá mòi nè, cá mòi hộp nè, cái này rau nè, còn trứng cút bên đây nè. Đó. Này đang múc mấy hộp cơm ra rồi chút mới để đồ ăn vô. Đó nè, một hôm ta nhìn ta thấy lòng lười người qua bóng nước con sông giang giặc theo con sông chập chờn bên màn con cá mòi với 2 cái trứng cút. Đời không trong vắng ta dìu ta trong ngọt đắng để mấy trời khuất vân vậy ta dầm ta không nói năng để người ta được tình lòng ta dằn ta trong yên lặng có bánh mì tụi nó trên bánh mì 10 đám mà chỉ có một đứa mà học lấy cơm. Giới thiệu mở hộp cơm ra cho tụi nó phâu. Con cá vậy tính ra 6.000 nữa. Trời ơi, con cá mồi là 6.000 là bằng 3 cái hộp vịt. Có hủ qua nữa là chiên luôn, một dĩa đồ ăn luôn. một cái chương dịch là 2.000, mà một con cá mồi là 6.000. Giờ đi xuống dưới chợ lấy 50 ổ bánh mì. Bữa nay phát 50 ổ bánh mì, 50 hộp cơm. Bánh mì thì lò bánh mì Diễm Ngọc tặng cho 50 ổ hôm nay. Còn cơm thì cơm cá mòi với trứng cút. Cá mòi thì bên nhà Yến Mai Vị Tệ đã tặng cho cá mòi. Tính ra vậy chứ một hộp cá mòi nó có 3 con cá, mà nó mười mấy ngàn á, 18 ngàn hay gì đó. Thì một con cá nó có khoảng 6 ngàn á. Còn nếu mà để mua nguyên cái trứng vịt á chỉ có 2 ngàn thôi. Là một con cá mồi bằng 3 cái trứng vịt. Rồi lâu lâu mình mới cho ăn lần thôi chứ không phải cho mỗi ngày, mà cho được là cũng do cô Tuyết Mai ở bên Yến Sào Mai Vị Tệ cổ tặng cho, thì lâu lâu mình cho ăn lần. Bữa nay là phát ở toàn đây, ta đi lễ Kathina. Bữa nay ha, Kathina nó ở chùa Tà Phạ. Để kẻ cái vụ đi phát cơm thành thử nó không có đi quay. Thứ Bảy cũng có cái Kathina ở gần nhà. Rồi Chủ Nhật thì Kathina ở chùa núi. Đường này giờ thấy nó hẹp lắm, xe cộ nhiều. Bà chủ Diễm Ngọc nè bà con đó. Ủa, lọ bánh mì Diễm Ngọc cho tuần này được 100 ổ. Chú lấy cái này ra trước nha. Bánh mì thịt Diễm Ngọc. Cô chủ lò bánh mì á tên Diễm Ngọc, cái bánh mì